Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Tốt, Trung Lương, Mỹ Thuận, mức phí đề xuất cao nhất 432.000 đồng trên lượt. Công ty cổ phần BOT Trung Lương, Mỹ Thuận đề xuất thu phí đường bộ cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận giai đoạn 1 với mức cao nhất lên đến 8.400 đồng trên xe trên km, tương đương với 432.000 đồng trên xe đi toàn tuyến. Ngày 15 tháng 6, ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang cho biết, công ty cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận đã đề xuất giá vé qua trạm thu phí đối với tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Theo đó, giá vé ô tô dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn và xe buýt là 2.100 đồng trên xe trên km, tức giá vé cho xe đi toàn tuyến là 108.000 đồng. Ô tô 12 đến 30 chỗ, xe tải từ 2 đến dưới 4 tấn là 3.000 đồng trên xe trên km mỗi km, tương đương giá vé toàn tuyến 154.000 đồng trên xe. Xe khách từ 31 chỗ trở lên, xe tải từ 4 đến dưới 10 tấn giá 3.700 đồng trên km, giá toàn tuyến khoảng 190.000 đồng. Xe tải từ 10 đến dưới 18 tấn, xe container 20 feet là 6.000 đồng trên km, tức giá vé cả tuyến là 309.000 đồng. Đối với xe từ 18 tấn trở lên, xe container 40 feet có giá vé là 8.400 đồng mỗi km, tức giá vé toàn tuyến khoảng 432.000 đồng. Với phương án trên, cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ hoàn vốn 14 năm 8 tháng 12 ngày và cứ 3 năm mức tăng giá vé 15%. Ông Bon cho biết, mức phí trên là theo phương án tài chính của dự án được phê duyệt tại quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 2 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang. Hiện tại, các sở ngành của tỉnh Tiền Giang đang tính toán xem có điều chỉnh hay tạm thời áp dụng mức thu phí theo đề xuất của công ty cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Về lâu dài, khi dự án thu phí chính thức, sau một thời gian sẽ có quyết toán và kiểm toán ra giá trị đầu tư và theo dõi lưu lượng xe trên tuyến. Nếu trường hợp có thay đổi lớn lưu lượng so với dự kiến ban đầu, thì giữa tỉnh Tiền Giang và nhà đầu tư sẽ tiếp tục bàn bạc để thống nhất chung, ông Bon cho biết. Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận có dài toàn tuyến 51,5 km, tổng vốn đầu tư 12.668 tỷ đồng. Tuyến cao tốc có nền đường rộng 17 m, mặt đường rộng 16 m, gồm 4 làn xe. Dọc theo chiều xe chạy, được bố trí 6 điểm dừng khẩn cấp mỗi chiều. Tuyến đường hoạt động chính thức miễn phí từ ngày 30 tháng 4. Theo thống kê của doanh nghiệp dự án, sau 40 ngày, có gần 800.000 lượt xe đi trên tuyến, trung bình 23.000 lượt xe mỗi ngày đêm. Theo đề xuất của công ty cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận, dự kiến doanh nghiệp dự án sẽ thu phí từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, căn cứ phương án được phê duyệt. Trước khi thu phí chính thức, doanh nghiệp dự án sẽ vận hành thử nghiệm thu phí không thu tiền trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận trong vài ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.